À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình tiếp tục cái bé tập tô và mình đã đi tô được khá nhiều màu ở cái khu vực Trung Đông, à khu vực Trung Á này rồi. Tại sao mình đánh chiếm những cái vùng này, mình nói với các bạn từ các cái từ đầu rồi, mình lên kế hoạch trước rồi. Là mình sẽ kiểm soát hết cái vùng Trung Đông này để là một cái vùng phía tây của mình hoàn toàn, à phía đông của mình hoàn toàn là do mình kiểm soát, thì để giả sử sau này có vấn đề gì thì nó vẫn là lãnh thổ cố định của mình, sẽ không có biến động. Tất nhiên mình làm chính trị đủ tốt để không thể ra đảo chính quân sự để có khu vực này yên ổn đã, sau đó mình sẽ đưa quân sang phía tây sau. Đấy, kế hoạch nó là như thế. Nhưng mà để xem là tình hình là tập trước là mình đã đánh hết tận đây rồi kìa. Ai à, tất nhiên là mình sẽ đánh tiếp vào đây, nhưng mà có lẽ mình sẽ đàm phán hòa bình với cái thằng này một chút để mình chiếm, để mình xem tình hình như thế nào đó. My time is better spent feasting and hunting than listening. Mà nó có chịu làm chư hầu không nhỉ? So be quick with your chattering. Nếu nó chịu làm chư hầu thì mình sẽ để cho nó làm chư hầu mình. Chắc chắn là không chịu à? Chắc chắn là không chịu, vậy thì mình sẽ hòa bình với nó để mình đòi nó ít tiền á. Mình sử dụng cái cây hoán binh đó. À, lý do thì thực ra là mình cũng muốn vừa hành quân vừa hồi phục đó. Quân của mình tiến quá nhanh cũng không phải là một giải pháp tốt. Chưa kể là chúng ta sẽ bị tham nhũng rất nặng. 3.000 không được, 2.000 không được. Ở đây. Rồi. Với một cái lý do nữa là mình thấy nó đang cho quân đi theo đường biển. À, đây này, có một quân đoàn đây của nó này. Tất nhiên là nói để mà đánh thì mình cũng có thể đánh được thôi, hai quân đoàn của mình đây thừa sức đè bẹp nó luôn, nhưng mà bây giờ chưa phải là giờ lúc. Các bạn nhìn này, lính cung thủ được tuyển ở cái vùng này nó tăng 10% đam lên. Bây giờ lính cung thủ Syra Archer này, ban đầu sát thương cơ bản của nó chỉ có 35 thôi, nhưng bờ bút các loại của mình nên bây giờ đam của nó 44, vãi luôn, mạnh hơn cả Creighton Archer. Mà chưa kể nó có cái skill rất nguy hiểm, đó là cái skill tăng tỷ lệ đây này. Cái đam, cái này nó sẽ tăng đam cực khủng khiếp lên luôn. Nó có thể lên đến khoảng tầm 55, mình nhớ không nhầm, nếu như bạn học mắc vào cái thanh... Ở đâu nhỉ, xem có quân đoàn nào. Đây, bạn học mắc cái này và nó sẽ tăng tiếp này, 6 attack ranger cho tất cả các missile và kỵ binh và sợ kỵ binh cũng như bộ binh. Sát thương tầm xa cho các đội kỵ binh mà. Thì đam của nó mình nhớ không nhầm thì nếu mà trước khi update thì mình không biết bây giờ update nó có thay đổi gì không. Trước đây là lên đến đam cao nhất là lên đến 55. Và bạn cứ thử nghĩ một đội cung thủ mà đam nó lên 55 chưa kể có boost skill thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Nó bắn còn mạnh hơn cả kiếm chém. Rồi, tạm thế đã, mình sẽ qua lượt đã, bởi vì lượt này chắc cũng hết việc để làm. Chiến trường phương Bắc thì mình chưa biết thế nào, nhưng mà mình cứ để giải quyết được cái thằng này. Thực ra mình cũng muốn bắt nó làm chư hầu lắm, bởi vì là nó là một trong những bộ tộc du mục khá thú vị. Nó lại có đội xạ kỵ rất tuyệt vời luôn. Nếu mà bắt được cái bọn xạ kỵ của nó thì tuyệt. Sau này mình có thể chơi chiến thuật đó, nhưng mà tất nhiên là phải tăng vào trung thành rồi. Hero tên cấp à? Hero thì cái tăng vào cái này đi. Nhiều tướng lên cấp ghê nhỉ. Cứ tăng cái này đã. À rồi. Hiện tại bây giờ mình đang có kế hoạch là mình đưa hai quân đoàn lên phương Bắc. Đây, một quân đoàn ở đây rồi. Một quân đoàn đây. Và một quân đoàn đây rồi. Nói chung thì để mà nó dám đánh vào đây thì nó chưa có gan đấy đâu. Mình đã có hai quân đoàn đóng đây rồi. Bây giờ thì phía Bắc này nó đang khá là bất ổn. Thằng này thì nó thân với thằng này à? Thằng này... Welcome, honored emissary. Không chịu chơi mình. Trade with you is, I am sorry to... Nghĩ sao nếu bắt thanh niên này làm chư hầu nhỉ? Galatia này nó có cái đội cầm giáo khá mạnh. Lính cầm giáo đời cuối cũng khá mạnh. Nó bậc thầy chống kỵ binh luôn. Thực ra thì nếu mà chúng ta có chư hầu theo cái hai phe khác nhau như thế thì hơi khó chơi đấy.
Nhưng mà đây thằng này Armenia này có vẻ tiến khá mạnh. Seleucid. Có thể mình sẽ bắt thằng này làm chư hầu. Ở đây có một quân đoàn đây để bắt làm chư hầu. Chưa biết thế nào. Ông đệ mình khả năng ông đánh mất. Ôi trời ơi, và có đúng một thằng tướng đi đánh nhau. Đánh kiểu gì? Để xem đã. Chúng ta vừa hòa bình được rồi. Hòa bình được rồi. Ba tính là cho quân đoàn lên trên này trước, ăn cái thành xa xa ở trên này trước. Cho hai quân đoàn lên trên đó. Đây mình có đủ quân rồi mà. Đây mình có đủ quân để có thể đánh chỗ này rồi. Ô, từ khi nó update lên đồ họa nhìn đẹp hơn hẳn thật. Nhưng mà cái đạo quân của nó ở vùng này nó đang leo trên biển thì mình chưa biết nó ở chỗ nào. Rồi mình sẽ cho quân mình di chuyển lên trên này. Xem là mấy thằng này nó định làm trò gì. Chiến tranh là không thể tránh khỏi rồi. Thằng này đang mất quân. Mấy cái thằng Trung Đông này thì mình không cần, nó có quân giống mình. Không cần phải bắt chúng nó thêm làm cái gì nữa cả. Còn thằng La Mã và thằng hai thằng này đang đánh nhau rồi. La Mã và đây rồi. Thằng này kiểm soát Bắc Phi, thằng này kiểm soát bán đảo Ý. Nó lại thân với mấy thằng dợ này. Thế nó mới hay. Bây giờ tình hình hơi khó nhỉ. Thanh niên này, thanh niên này lại có vẻ thích mặt đỏ à? Bây giờ là khó. Quân Đức mình chưa biết là chỗ nào à, tới đây à. Ôi, nó chiến tranh được với thằng La Mã thì chắc nó chỉ quanh quanh đây thôi. Nó tiến khá mạnh rồi. Thằng này thôi được. Cứ tiếp tục điều quân đã. Rồi sao thì mình cũng mua thêm quân. Quân đoàn này thì mới có, chưa có bộ binh. Rồi đây mua bộ binh đã. Xe bắn đá. Sẽ có rất nhiều anh em hỏi mình là anh ơi, anh chơi cái kiểu gì mà toàn kỵ binh như này thì đánh thế nào đúng không ạ? Đánh kiểu bình thường thôi, có gì đâu. Kiểu toàn kỵ binh thôi, chả có gì cả. Chiến thuật toàn kỵ binh như thế này thì đánh hơi khó hiểu đúng không? Chả có gì là khó hiểu cả, mình có thể linh hoạt đội hình được mà. Tất nhiên là nhiều kỵ binh như vậy thì các bạn công thành nó sẽ có một kiểu công thành khác. Chúng ta không thể đánh theo kiểu cũ được. Mà lương thực của mình bây giờ mới là vấn đề đau đầu, mình đang thiếu lương thực trầm trọng luôn. Khi chúng ta có trong đội hình cái đội kỵ Carthapax thì chúng ta không phải ngán bất kỳ kỵ binh của thằng nào hết các bạn ạ. Đấy. Vegric à. Tướng của chúng ta luôn. Cái này tăng tốc độ nghiên cứu khoa học à. Parksia chết một tướng. Parksia còn có 8 điểm thôi. Chúng ta lại phải ở đây phe Parksia này còn rất ít, chúng ta phải bổ sung nó cho nó lấy chồng đã. Nhiều anh em bảo sao anh cứ để cái điểm ảnh hưởng của mình thấp thế. Nhưng mà cao để làm cái gì? Bây giờ mình hỏi thật các bạn, các bạn muốn cao để làm cái gì á? Đấy. Đúng rồi, chúng ta vừa bị trừ mất thì nó lên 29, nhưng mà lúc nãy chúng ta còn 25, 26 cơ mà. Không thì bây giờ thằng này nó nổi loạn lên một phát thì cũng chết dở luôn này. Bây giờ vẫn phải cho nó lấy thêm vợ thôi, mất điểm. Chúng ta bị mất Gravitas, nhưng mà không sao cả. Việc đó không mình vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta lại có được một cái quan trọng hơn, đó là lòng trung thành của phe phái đó. 13 điểm. Chưa cao lắm nhưng cũng thể chấp nhận được. 28 phụ tiếp mất 1% nữa rồi. Cảm thấy ngon thì cho thêm một phát này nữa cho nó tăng cao lên. Rồi.
mọi thứ ổn đúng không? Hai mấy phần trăm là ổn rồi. Tiện thể chúng ta sẽ xem là mức độ ảnh hưởng của các phe phái như nào đã. Ai Cập ảnh hưởng rất nhiều. Hacia có hai vùng này. Chưa có gì biến thiên lắm. Chưa có gì biến thiên lắm. Thôi được. Ôi chết mất thằng tướng phát này, bị áp kíp, bị giảm xuống vãi trưởng thật. Mình xem phe của mình nào. Bị tăng áp kíp vãi trưởng luôn. Mấy cái tảo lao này thực ra thì nó cũng chỉ hỗ trợ tí tí. Hết rồi. Còn rất nhiều. Đây. Tăng một phe của mình một chút xíu đã. Lưu lệ. Phe của mình hơi thấp. Bổ sung tiếp. Thôi được rồi. Chết cái thằng nào phát mà mất nhiều, chỉ bị trừ nhiều thế nhở? Hơn 200 cả. Nhưng mà chắc không sợ, lượt sau thì chắc là nó tăng lại thôi. Mình vẫn có hơn 100 ngàn trong cân khố cơ mà. À mình mua quân. Mình vừa mua rất nhiều quân. Đang phát triển quân sự nên là không có thời gian. Nâng không có đủ điểm để nâng cấp thành. Bắt đầu. Tiền thì không lo lắm đâu, mình kiếm được. Gã gì nói chứ nhỉ? Phải gã gẫm chứ giao thương với thằng nào. In my lord's name, be welcome. And may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Hay, biết ngay. Cho nó 5.000 thôi. Vẫn hay. Chắc cho nó 2.000 được. Để lấy cái điểm giao thương phát. 2.000 không chịu à? I cannot. Mày cũng chảnh phết nhỉ? My head cautions me against your clever work. Hai luôn. I agree and admire your sense. Thằng này. You have my attention. Speak and try to do it well, for diplomacy is always boring when done badly. Chúng ta cần phải có điểm giao thương, bởi vì lãnh thổ chúng ta càng rộng như thế này, chúng ta càng giao thương, chúng ta càng có nhiều tiền. Chúng ta có rất nhiều tài nguyên thì chúng ta khi đem đi giao thương thì chúng ta sẽ có khá nhiều tiền đấy. The gods show their displeasure. Mày có bị điên không đấy, mày đứng ngay gần thằng đấy mà mày dám tuyệt chiến với nó, nó spam cho mày chết bây giờ. Mày ảo tưởng sức mạnh quá đấy mày. My thanks. Thanh niên này. In time, two things always. Đánh nhau làm việc của chúng mày, giao thương anh cứ phải giao thương. And uninvited guests. Speak. Rồi. Đấy chứ. Chúng nó đánh nhau thì biết thế, chúng nó đánh nhau. Mình cứ phải giao thương đó. I give you greeting and my attention. Chơi tất cả, nếu không là chúng ta phí. Make your case, but without a lawyer's tedium. Mình giao thương không phải để kiếm vài cái đồng bạc đâu, mà mình cần một cái sự ổn định về mặt ngoại giao ấy. Your merchants are cheats, swindlers. We are not known as patient people. Therefore, welcome. Speak to the point. Lúc nãy chúng ta đang âm mất hơn 200 đồng đúng không? Bây giờ thì xem nào. Rồi, dương 1.900 luôn. Đó.
kết quả của vài cái vụ giao thương nhỏ nhỏ chúng ta lại có hơn 2.000 mỗi lượt. Thế thôi mà chúng ta bỏ ra ít tiền chúng ta lại thu lại được cái khác. Đồng tiền đi trước đồng tiền côn các bạn, mình nói với các bạn thử các chiến dịch trước rồi. Các bạn cứ làm theo cách của mình đi, tâm là như vậy. Đừng có tiếc vài đồng tiền với bọn quân khác làm gì. Chúng ta có... Ôi ôi, chết thật. Đi vào cái vùng băng tuyết để mất quân rồi. Vãi trưởng trời tuyết. Commander, you may as well get comfy, men. Get the stakes up. Trời tuyết rơi như này mới đau đầu. Cái vùng đấy lạnh lẽo quá. At your command. On the move. Lên đây xem nào. Hai thằng này chả thằng nào đánh được thằng nào. Ờ. Tuyệt vời, vùng này sắp có nổi loạn luôn. Nói chung thì bây giờ không thằng nào dám gây sự với mình nữa đâu. Bắt thêm vài thằng nữa làm chư hầu à? Cũng được, phải bắt làm chư hầu ấy, mình có thể giao thương được với nó thì mình sẽ kiếm được khá nhiều tiền để chúng ta rất giàu tài nguyên. Gần như chúng ta có đầy đủ hết tất cả các loại tài nguyên rồi. Nên là chúng ta càng chiếm được thêm. Ồ, lại một tướng của phe Greek chết à? Một tướng của phe Greek chết. Một tướng của Fagric chết. Xem nào. Fagric 16 điểm. Nhưng mà Fagric nó cũng khá nhiều tướng. Chết bớt đi cho nó đã nhẹ đất. Phe này đang thiếu này. Chúng ta lại lên 29% rồi đúng không? Lên rất nhanh mà, bởi vì mình đã cộng rất nhiều vào phe của mình. Tiếp tục. Có trai đang cầm quân rồi đấy. Sợ phe Ai Cập này thì có vẻ hơi thấp cho nó lấy vợ đã. Tăng tí trung thành lên cho anh. Phe Greek thì thực ra nó đang rất nhiều các chính trị gia ăn không ngồi rồi. Mình sẽ cho cái phe Greek này thì nó lại rất là thân với các cái faction Hy Lạp. Thế nên là chúng ta sẽ cho nó đi làm ngoại giao. Ví dụ với thằng Crossos này để nó tăng điểm ngoại giao lên đã. Đấy, đồng thời mình sẽ xem là thằng Pontus này hình như nó cũng thuộc văn hóa của Hy Lạp. Chúng ta sẽ xem những cái faction nào thuộc cái nhóm Hy Lạp thì chúng ta sẽ cho nó đi làm việc. Sandet là thằng đệ của mình à? Ừ. Những cái thằng nó ăn không ngồi rồi như này này. Nó không cầm quân gì. Syracuse. Đấy. Bây giờ thì trung thành lên 34. Phe này thì nó đi buôn giỏi này. Phe này thì nó tóm lại thằng Hy Lạp này thì cứ cho nó đi chơi với mấy thằng Greek là được. Không cần bổ nhiệm nhiều cho nó. Vớ vẩn, nó lại cho mình một cái tỉnh là thích tận đầu từ đâu ấy, xong rồi lại chiến tranh với cả lũ chết to nhỉ. Nhưng mà thôi kệ, mình đang mua quân đây à. Ồ, mua quân nữa có khi lại âm tiền mất nhỉ. Voi thì đắt lòi mắt ra thế này, 260 đồng. Bọn này đắt không kém, lính thì rẻ hơn xíu. Xong, sau vụ này chắc âm tiền mất. Hai quân đoàn này mình nghĩ là mình sẽ cho quân sang bên này. Mình sẽ có đủ lực lượng để có thể bảo vệ ở tất cả các phòng tuyến. Còn bốn quân đoàn ở phía bắc kia thì sau này nó chạy đánh xong đây, nó về đây nó mua quân xong. Chưa biết cái thằng nó bơi ở biển thì nó đi đằng nào rồi. Nó đi đằng nào thì nó cũng chết mà. Thời tiết xấu quá. Ready for orders. Advance. Ready for orders. Chết mất ít quân, không sao. Nhưng mà mình cũng không dám hành quân với tốc độ cao. Ồ.
Nó có đôi nhà ngựa đời cuối này. Chỗ này thì nó chưa xây cái gì của nhà ngựa. À tớ, đội này rút về đây đã để... Nếu mình không nhầm thì các cái vùng lãnh thổ mình đang có thể nâng cấp được cái gì đó rồi. Đây. Nâng cấp được cái này lên. Ai Cập. Cái này nâng cấp được cái kiếm chưa nhỉ? Rồi, Ai Cập đang nâng cấp cái giáp nữa. Là chúng ta sẽ có thể mắc cho các cái đơn vị quân của chúng ta rồi. Đam sẽ cao như lên trời luôn, chỉ số trên trời luôn. Khi các bạn chọn một cái vùng nào đấy để làm nhà lính hoặc là phát triển quân đội ấy, thì các bạn nên xây cả các công trình phụ trợ cho nó để nó tăng thêm cái chỉ số cho các đơn vị quân được tuyển nữa. Ví dụ như mình chỉ cho đây, để qua lượt đó, xong mình chỉ cho các bạn. Rồi. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost as well as putting your troops to good use. Chúng ta được cái gì á? Sao nào? Tăng đáng kể. Chúng ta nghiên cứu xong cái nhánh này rồi. Cái này nữa, cái này rồi. Mình đang tính nghiên cứu sang cái nhánh này. Cái nhánh này cho mình lương thực và đồng thời nâng được cái nhà thuyền lên cấp cuối. Và chúng ta sẽ có thể phát triển thêm một ít hải quân. Oh, lại âm tiền rồi. Phát triển quân mạnh quá. Toàn quân xịn thế này nó chả đắt. Trời ơi. Toàn hơn 200 một thằng như thế này thì đỡ làm sao được. Mấy cái chính của mình nó bị trừ morale rồi. Chả sợ đâu. Đây đây, các bạn phát triển quân thì các bạn xây thêm, chẳng hạn ví dụ như cái vùng này mình phát triển quân đội này. Cái này nó sẽ tăng 10% đam cho lính này, cộng một cái slot tuyển quân này. Cái này cũng vậy, tăng một slot tuyển quân, tăng vào phòng thủ cho lính cận bộ binh này. Cái này thì nó sẽ tăng phòng thủ cận chiến cho kỵ binh. Đấy. Ở đây mình phát triển nguyên bộ binh và kỵ binh mà, nên là mình cần cái đó. Còn đây cái vùng này thì mình phát triển về lính đánh xa và cung thủ rồi. Thì cái này nó sẽ tăng 10% đam này. Đấy, nên là mình sẽ tăng 10% này. Cộng với cái vùng này hỗ trợ 10%, nghĩa là có được tăng 20%. Cộng với hỗ trợ của công nghệ 10% nữa, 15% thì nó nữa được 30% đam. Thế nên là tại sao cung thủ Sirius cho nó từ 35 điểm sát thương nó lên đến tận 44 rồi thế. Đấy. Cộng với buff skill thì nó sẽ lên khoảng tầm nhưng mà bây giờ phải tính giao thương được với mấy cái thằng kia chứ nhỉ. Để tiền âm thế này. Thằng Pontus này. We are not known as patient people. Therefore, welcome. Speak to the point. Anh chi cho mấy tiền chơi không chịu à? Chắc mình phải làm tí ngoại giao với thằng này rồi. Lại cho mấy anh Greek. Mấy anh Greek thất nghiệp này này. Đi làm việc với thằng Pontus cho anh. Đi làm việc với thằng đệ này của mình. Đây nữa, bọn con gái này là bọn không cầm quân. Không cầm quân thì đi làm việc cho anh. Mất tí tiền thôi nhưng chúng ta sẽ được điểm ngoại giao khá nhiều. Syracuse. Và là cái điểm trung thành của nó thì tăng tuyệt vời luôn. Rồi. Nhưng mà nếu mà xịt thì chúng ta lại mất vỡ mặt luôn ấy. Nếu mà xịt thì chúng ta lại toi luôn. Nó định tăng cái gì chỗ này đấy? Những quân ở đâu nữa? Mình sẽ đưa quân đến ba cái thành cuối cùng của nó. Ô đây nó có thêm một thành nữa à? Không phải, thằng đệ của mình. À đúng rồi, đây nó có thêm một tỉnh ở đây nữa. Thậm chí nó còn kiểm soát được hai tỉnh này. Ồ, nó mạnh phết đấy, đùa đâu. Ông đệ của mình, ông lại chui ra tận đây được.
Vãi cả ông đệ của mình ấy. Cũng hổ báo cáo chồn ghê. À thằng này nó chiếm được tỉnh này là mình bị mất giao thương với thằng này đúng không? Rồi rồi rồi, cứ để thế đã. Có thể mình cứ cho mấy cái thằng vô không người nghỉ của phe khác đi làm ngoại giao, còn mình sẽ cho quân của mình, phe của mình đi cầm quân. Như vậy chúng ta sẽ đỡ tốn Gravitas khi bổ nhiệm cho nó hơn. Mình đang muốn tăng cái uy tín của phe mình lên một xíu, để phe của mình nó hơi thấp. Đến lúc này thì mình cân bằng được rồi, nền kinh tế của mình đủ để có thể cho phép mình làm được rất nhiều việc. Và một tướng nữa, Ares chết. Thần chiến tranh. Thần chiến tranh mà chết được ấy. Greek giảm 15% upkeep này. Giảm 100 em. Giảm 15% upkeep. Phe Greek liên tục có tướng chết. Sắp đau đầu đến nơi rồi. Greek cao rồi, 27% ảnh hưởng. Quân đoàn này quân đoàn chủ lực à, có gì mạnh đâu. Quân đoàn hạng 1. Rồi sang trung đông đi. Để cứu xong chưa chả, nâng cấp xong chưa. À đây rồi. Đã nâng cấp xong. Kiếm vàng, giáp vàng luôn. Biết có đủ tiền không đấy. Xem cho cẩn thận không kẻo là không đủ để vỡ mồm. Ồ ồ. Ôi à, kỵ binh của mình chất như nước cất luôn. Về đây để hồi tí hàng đã. Chắc mình không tiến sang xa như vậy. Bây giờ xem thằng này nó chiến tranh với ai nữa. Chiến tranh với thanh niên này. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. Đòi là tí tiền chứ nhỉ, tội gì. 5.000 không chịu à? 2.000 nhá. 1.000. Được đồng nào hay đồng đấy chứ nhỉ? 500 à? Even as you offer an honest bribe. 500 thì thôi. Giờ này quan trọng thì 500 đồng. Nó bỏ thành đi hết rồi. Giải quyết luôn. Thêm hai quân đoàn này về nữa thì hiện tại kinh tế của mình đang khá nhau ẻ. Chính mấy quân đoàn này mới là mấy quân đoàn mạnh này, bởi vì nó là quân đoàn viễn chinh. Quân đoàn viễn chinh nó mạnh. Thanh niên này. Rồi, có trận công thành đầu tiên phát đấy. Sau mình thay thế cái đội quân này bằng các đội quân mạnh hơn thì trời mưa à, không tốt. À, được rồi. Úi da. Lâu lắm rồi mới được công một cái thành kiểu này. Cha, thành của nó cũng phức tạp ghê nhỉ. Ôi, đánh như này thì đến đây chạy đến bao giờ mới lên được đến trên đấy. Ủa, nó bảo mình đánh từ góc này vào á. Góc này vào có vẻ hơi khó nhỉ.
Chỗ này có leo lên được không nhỉ? Không leo được rồi. Khả năng cao là không leo được. Chắc là phải đánh từ chỗ này thật. Wow. Có thể đặt pháo binh trên này không? Không đặt được. Cho được lên trên này thì đẹp quá nhỉ. Cho trên này mà bắn thì bao đẹp luôn. Trận công thành pha lăng là hơi khó chơi. Xe leo thang thì bây giờ chỗ này hơi khó vào thật, hay mình chọn hướng khác nhỉ? Sao lại chọn cái hướng nó khó khăn làm gì cho nó khổ quá. Ví dụ như đây nó chỉ có một duy nhất một cái chòi canh và một cái tháp canh, leo vào đây thì dễ hơn không? À, nhưng chỗ này lại có con sông. Nhưng mà đi qua sông được mà. Tầm bắn đến đâu nữa. Thành của nó có vẻ ngon đấy nhỉ. Đi các kiểu được. Được đấy. Không biết là nhưng mà liệu xe công thành nó đi qua sông được nhỉ. Mà mình phá lát luôn thành cần gì mà sợ nhỉ? Thằng nào mình cũng bắn lát tường nó luôn. Ballista. Ừ nhá. Phá cái này cho anh nhỉ? Our reinforcements have arrived. À, quân tiếp viện. Quân tiếp viện vào từ cái góc bên này á. Thế thì làm sao mà tiếp viện được? Ta khả cần bọn đấy. Kinh nhỉ, thành này của nó cũng thuộc dạng thành cấp cao đấy. Nó cả sâm 7% cháy mới có được. Phá thủng chỗ này ra, chúng ta đi vào đây luôn, chiếm lĩnh khu vực này luôn. Cháy rồi. The enemy's tower has been destroyed. Phá chỗ này cho anh. Kiếm lối vào đã. Tiến lên đi xem nào. Đang tiến được không ạ? Không chắc là tiến được. À, tiến được qua sông đấy. Tiến được qua sông thì cứ tiến đi. Đánh giáo thì không thể đi kiểu ấy ở ẩu chết ngay. Kiếm đã cung thủ sẵn sàng yểm trợ. Tarantine Cavalry. Đội kỵ lén lao có thể nói là huyền thoại của các nước Hy Lạp, của văn hóa Hy Lạp. Chúng ta đang lội qua sông à? Phá một khúc tường này cho anh. Bắt đầu nhìn thấy chúng nó rồi. Thank you.
À, cái tháp canh này cho anh này. Chắc chỉ có tháp canh này thôi. Cái tháp canh này thì hơi khó mà nó mà mình có thể chiếm được. Rồi, có lối lên rồi. Đội công thủ đâu rồi, chuẩn bị. Heavy archers. Heavy archer. Melee infantry ready. Bộ binh cận chiến sẵn sàng. Câu đấy có nghĩa là bộ binh cận chiến sẵn sàng. Di chuyển thêm nữa. Cung thủ kìa, đấu cung ngay. Bắn ngay bọn này cho anh. Đã phá được cái tháp canh kia của nó chưa? One of our units has used all its ammunition. Rồi, đội quân thủ rồi, bắn ngay. Úi trời ơi. Đừng đùa với đội cung Syria Archer này đây, mặc dù Syria này các bạn này nhìn này. Nó vẫn là Syria đời thường thôi. Chưa được buff, chưa được cộng công nghệ. Để tuyển lại, sau mình về mình tuyển lại. Xong rồi, từ từ đã, bọn giáo này thì không cần, cứ để mấy anh kiếm anh khác giải quyết được, mấy thằng tầm xa thôi. Yes, wow, elephant Tarantin cavalry advanced at speed. Xe bắn đá, ôi hết đạn rồi à? Ơ kìa, xạ kỵ của nó kìa. Chơi ngay bọn Stamford Archer này đây cho anh. Đừng để bọn xạ kỵ này nó bắn. Kỵ binh cần chiến thì không sợ, nhưng mà mấy thằng xạ kỵ thì phải giết. Chào vào, anh em chào vào. Mình công thành luôn luôn có các lực lượng yểm trợ mà. Tiến vào đây. Tiến vào. Melee infantry. Voi elephant. Chưa, voi từ từ. Voi vào không kéo. Đạp chết con mình. Rồi, sốc đây, sốc rồi. Quỳnh nó đang tràn ra kìa, ái chà. Ái chà. Red Fort Archer này, bắn ngay bọn này cho anh. Tất cả tập trung vào đây, quánh luôn. Rồi, pha lăng tiến lên. Này nữa. Tiến vào, ăn luôn. Rồi nhá. Bây giờ voi vào, vào phát là càn con mình chết luôn. Được. Mấy thằng Steve này của nó giết luôn. Bắn ngay mấy thằng này cho anh. Hot step archer này. Bắn. Ăn nó luôn. Ôi, bọn này mấy con ngựa thì gió này ghê lắm anh em. Chưa có lối vào cho voi, và ngoài ra nó vẫn còn xạ kỵ. Mình chạy từ hướng này xuống. Pháo của mình hết đạn rồi. Chà, này hổ báo, con này hổ báo nhỉ. Quánh lì phết đấy. At your service. Hack them down. Orders. Ăn nó luôn. Engage. Quân tiếp viện thì thôi, khỏi cần vào. Tarantin cavalry.
What's your command? Torax Salesman! Bọn này xong rồi. Sao đoàn team cavalry lấy bọn này cho anh. Bắn nhanh mấy thằng con ngựa này của anh. Đây này, Step Hot Archer. Step Archer à? Cung thủ bình thường thôi. Cung thủ à? Lá bọn này cho anh. Charantin Cavalry. À, từ từ. Chạy ra bên đấy bị ăn đòn nữa. Bọn bộ binh cận chiến nó đây xong rồi. Ôi, mình bị tháp canh bắn hơi rát đấy. Đội pha lăng đâu, tiến vào đây đi. Đứng ở ngoài làm gì? Rồi, Tarantin ở ngoài này ném la vớt chúng nó đi. At your service. Ôi, nó nhiều tháp canh quá nhỉ. Vào đây nào. Đã đến lúc cho voi vào rồi. Heavy archers. Giết lót mấy con ngựa cùi này đi. Để nó làm loạn. Xong chưa ạ? Hai đội này ra đây chiếm tháp canh cho anh. Còn đội này ra đây. Pha lăng đâu rồi? Tấn công. Làm sao chịu được nhiệt. Đâu rồi? Cung thủ đâu rồi? Giết mấy thằng này cho anh. Rồi. Lính đời 3 thôi, đời 2, đời 3 thôi. Cần gì lính xịn lắm đâu. Syria Archer. Bút đam lên. À, tướng đang bị tấn công rồi. Bình tĩnh, sợ gì. Tướng của nó là cái tướng gì đấy? Saka Khatapak. Ôi, bọn này thì còn... Bọn này mới là bọn kỵ binh khủng khiếp nhất đấy. Bọn này nó có cái buff skill rất là khủng khiếp. Đấy là việc của nó. Phem nó vẫn là việc của mình. Rồi. We have captured a tower. Các bạn này tính ra đây, cho nguyên voi lên xem. Chỉ sợ là nó kẹt chết quân. À đây, đi lối này. Voi nó đi lối kia rồi. Chiếm tháp canh rồi đó. Cái này có đi được đâu đâu. Lên đến đây là hết rồi. Ok. Tarantin Cavalry. Blue Hot Archer vẫn còn này. Nó thích làm loạn này, nó thích làm loạn, nó thích làm loạn này. Ôi dồi ôi, tướng của chúng ta lên rồi, lên tới nơi rồi. Wow. Hai tướng hơi nhau rồi. Cái gì cơ, mấy con ngựa này đòi ăn nhau với voi à? The men are wavering. À? Gì? Sao thằng cung thủ này bị chạy? À, cái tháp canh này nó đánh.
phanh nó đốt cái gì. Xem mấy con ngựa của nó, ủa ngựa nó lì phết nhỉ. Mấy con ngựa của nó lì phết nhỉ. Mình cứ đánh solo thôi chứ còn không thì cứ cho quân lên bắn một lúc thì mới chết mấy con ngựa của nó. Làm gì? Xong, hình như mình chưa chết con voi nào, đúng rồi. Bị mấy cái tháp canh nó bắn sát phết. Xong chưa em ơi. Chiếm hết rồi. Rồi. Cái bọn Saka Katapak này nó cũng mạnh lắm. Đấy. Mày mất thành rồi. Cái tỉnh này không biết nó hỗ trợ cái gì mình chưa biết. Vãi nhỉ, âm nhiều tiền thế. Thôi thế thôi, mình chắc mình cũng không muốn chiếm thêm đất nữa đâu. Đến tuyến này gần này là đủ rồi. Mấy ông đệ của mình. Thanh niên này đi chiếm được hai cái tỉnh trên này à? Cũng hổ báo phết. Ôi trời ơi. Vác một thằng quân được mỗi quân đoàn này full. Thằng này còn mỗi một tỉnh duy nhất. Bắt nó làm chư hầu sao nhỉ? Khỏi cần. Nó là Media đây này, đây mới là đất của nó này, bị mình chiếm rồi. Ông đệ này thì quyền lực của mình quá mạnh, bây giờ các cái thằng chư hầu này nó cũng đang sợ mình. Hai thằng chư hầu ở hai mảng cũng tốt. Còn tốt thằng này khi quyền lực của bạn quá mạnh, bạn sẽ khiến các nước khác nó e sợ. At your command. Sure. What's that? At your command. Quá lượt phát đã xem tình hình ra đến đâu. Hòa bình với nhau à? Hình như một thằng đấy trở thành chư hầu của thằng này rồi. Thằng này trở thành chư hầu của thằng này.
chắc là bị nó chiếm nốt thành cuối cùng. Thằng Pantut thì có vẻ hổ báo nhỉ. Tất cả những thằng hổ báo thì đều đã chết rồi. Thằng này chiếm nốt cái tỉ trên kia đi cho anh. Cho quân về đây để đây, đến đây là được rồi. Là có thể bút được rồi. Ôi 1.400. Mình đã mất khá nhiều tiền đấy. Không chơi được. Ôi xà. Ôi Rome nó tiến sát lãnh thổ, sát lãnh thổ mình rồi. Hầm 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 hầm. Mình đang chơi với thằng Rome thì nó cũng không ghét mình đâu. Thằng này. Greetings. Well, do not stand them. Bắt thằng này làm đệ á. Hết lương thực nhé. Hết lương thực đấy. Cái gì thế, lương tốn lương thực thế này sống làm sao được. Chờ xíu phải nâng cấp ruộng lên. Tỉnh này nó chả bút cái gì. Ôi dồi ôi. Còn tốn lương thực thế này thì làm sao mà nuôi được. Xem nào. 66% cả vãi trưởng. Cho thanh niên này lấy vợ đã. Để tăng ảnh hưởng của phe mình lên không chết. Thêm một đứa con nữa. 3.600. Trung thành của các phe nó cao rồi. Một chuộc. Tán dương. Cái này tốn tiền này, cộng 2 trung thành cho phe, cộng gravitas tặng quà. Tặng quà cho thủ lĩnh của các phe à? Cộng 2 trung thành. Nếu là member khác thì sẽ tăng 2 trung thành trong vòng 4 lượt. Được, mình thấy cái vụ tặng quà này cũng được, dù sao nó cũng không bị trừ cái gì. Quà thì ai mà chả thích đúng không? Có ai thích không thích quà bao giờ đâu. Cho nó lấy chồng nữa. Phe mình phải tăng lên một chút xíu nữa, không chết. 29% rồi. Có lẽ mình sẽ dùng cái tinh cắt của tán dương hoặc tặng quà chúng nó đấy. Tiền lại âm rồi. Chưa chơi được cái thằng nào. Chơi được cái thằng khỉ gió này mới được.
Thôi qua lượt đã. Đã đến lúc thủy quân lục chiến bắt đầu chuẩn bị xuất quân rồi. We come to you in strength, to speak words of strength. Reply then, with a strength that welcomes peace. Một hiệp ước hòa bình, không chịu. Lại một tướng nữa qua đời. Fergaric thì nó cao quá rồi. Tướng của Fantasia chết à? Fantasia còn có 5% này. Chết là tướng phát tụt kinh thế. Fantasia là có vùng này, vùng này. Tăng ảnh hưởng của hai vùng đấy lên thôi. Cái Garrick nó là vùng nào? Giảm bớt của Garrick xuống. Garrick vùng này bỏ đi. Vùng này chúng ta đang hỗ trợ. Hai vùng trong góc này không cần nữa. Đây Bacchia. Đây và đây. Còn cái nữa thì mình phải tăng được 2-3 cái rồi mà vẫn chưa ăn thua. À, tặng quà. Xem nào, tạo một đống quả xem nó có tăng lên nhiều. Rồi, rồi có cách đơn giản hơn rồi. Cho hệ thống chính trị của mình đi tặng quà hết cả lượt nó nè. Tốn tí tiền thôi mà. Cái này chỉ mỗi tốn tiền, ngoài ra cũng không mất cái gì. Đúng rồi, tặng quà là cách hay nhất. Tốn mỗi tí tiền là tăng được trung thành của nó lên mà mình cũng không bị chửi, bị trừ Gabritus. Cũng là một cách hay đấy, và có thể nhanh, tiện. Sao con đoàn lại đứng đây? Sao lịch trình là nó phải sang khu vực bên này cơ mà. Này cũng vậy. Sao bên này? Đang nghèo kinh tế quá, chết thật. Mấy vùng này. Ready for orders. Ready for battle. Rồi con đoàn này xóa sổ đó để mua lại sau. At your command. Trên này cũng vậy, những quân đoàn này có thể xóa sổ ấy, chúng ta sẽ khôi phục lại sau. Để quân đoàn đây để phòng thủ được rồi. Bảy lượt nữa chúng ta sẽ phát triển được hạm đội. À, cái này nó sẽ tăng cái công trình Advance. Ready for further orders.
Vãi, hết tiền luôn. Áp bọn này tốn tiền vãi chưởng. Bây giờ phải rút toàn đệ mình nó chiếm nốt cái vùng kia đã. Gì đấy? Lại chiến tranh nhau à? Cái này này, tăng điểm ngoại giao này. Ba nghìn ba mỗi lượt. Rồi mình sẽ giúp nó chiếm lại cái thành kia. Sao thằng này lại chiến tranh với Pontus à? Lại chiến tranh với Pontus tiếp à? Không chịu làm chi hồng à? Chà, ở đây có nhiều nước ghê nhỉ? Ở đây có nhiều quốc gia thế. Sao có cả mấy thằng Đức tiến ra tận đây rồi? Vãi. Thằng này trước để có ruộng đấy. Ô, thế mà cũng có lúc mình hết tiền á? Ăn chơi ác quá. Nốt vào cái nhánh này xong thì mình sẽ lên cứu xong nhánh lương thực để nâng cấp ruộng đây thôi. Cứ bình tĩnh mà. Quân của mình đang đưa đến hầu hết các vùng lãnh thổ rồi. Chạy nhanh đi xem nào. No warrior like standing alone in đồng minh quân sự. Lại có một tướng của phe Ai Cập chết à? Phe Ai Cập thì nó 12 điểm, 17 điểm. Quá dạ. Trung thành của các phe đang thấp. Mất 4.000 đấy. 4.500 để tăng được 2 điểm trung thành. Không có chiến tranh phát là chúng nó bị giảm đáng kể. Này có quân quái đâu mà dám dữ nhỉ. Bây giờ mình nghèo vãi luôn. The Senate considers it wise to seek cooperation between us. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Thằng La Mã nó tiến sát lãnh thổ của thằng chư hầu mình à? Nó thấy mình đang cử quân sang này, nó phải để ý đề nghị ngay cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, sợ nó mình đánh nó. Phe Ai Cập tiếp tục chết một nhân vật nữa. Không ổn tí nào. Cũng phải cho nó lấy vợ. Mặc dù biết thế mình bị trừ cái điểm của mình xuống. Nhưng mà không thì trung thành nó giảm xuống thì cũng chết.
Ai Cập đang ít nhân sự. Bổ sung nhân sự cho nó. Thật là mệt mỏi cứ phải làm mấy cái vụ chính trị này. Mình lại bị tụt khá nhiều cái số, còn có 27 điểm. Đang cố câu kéo lên một tí nó lại tụt rồi. What's that? Đi kéo hai quân đoàn lên để hỏi thăm thành của anh á. Đủ sức không? Đây à? Ăn được hay không mới là vấn đề. Ready for battle. At your command. Let them cower like kennel dogs. Make haste, men. Để rồi lên đây ăn nha, ăn nó đi. Anh đứng đây gác rồi. Thằng này lại bị thằng kia nó bắt thành chư hầu. Không thoát được. Lại bị cái thằng con tút nó bắt làm chư hầu. Rồi sao mình đã muốn tuyển đến quân đến đời này, mình muốn một trận chiến với quân La Mã. Tất nhiên là mình sẽ không chiếm thêm đất mà mình để cho chư hầu nó chiếm. Mình chỉ cần cái lãnh thổ như thế này thôi. Mới được thành lập. Greetings. Your merchants are cheats, swindlers, coiners. Nó đang chỉ đều mình. Thằng láo thật. À, thằng này chiến tranh với thằng này rồi. Hai phe đang đánh nhau rồi. Cứ để đấy. Phe đánh nhau, xem thằng nào thắng mình theo. Ready for battle. On the move. Look to the defenses. Rồi, lâm vào đây để có ruộng nữa. Chết giờ đây, đang thiếu lương thực trầm trọng. 24 lương thực. Ba nhỉ, mạnh phết này. Thằng La Mã, ô, kiểm soát được khá nhiều. Khu bên dưới này, à ôi, chết, ông hàng xóm La Mã của mình hơi mạnh đấy. À, vẫn ăn à? Ôi nhưng mà nó toàn xạ kỵ này, sợ không? Không phải, 100% xạ kỵ luôn này, quân đoàn này này. Đánh kiểu gì bây giờ nhỉ? 100% xạ kỵ này thì mình chưa nghĩ ra phương án đánh kiểu gì rồi. Pha lăng chuyến này thì vô dụng mà, đội hình pha lăng thì không có cái cách gì chống xạ kỵ. Ồ, thành này
nghĩ xem nào. Tòa thị chính ở đây. À. À. Có thể vẫn ăn được. Được cái thành này nó lại có rừng cây khá nhiều. Mà chơi hai quân đoàn xạ kỵ nó biết là ăn được mà, hai đội xạ kỵ ăn được. Chắn ở đây à? Quân nó đâu? Vào từ đây. Vào từ đây thì chắc chắn mình phải chắn ở đây rồi. Nó đi vòng bên này vào đây, ra đây à? Trận này căng nhá. Trận này căng à nha. Grouped and ready. Persian archers at the ready. Dance together. Commander. Battle group ready. Tarantine cavalry. Tarantine cavalry. Nó tấn công vào cổng nào bây giờ nhỉ? Chắc chắn nó sẽ tiến vào hướng này. Mình không có nhiều quân để có thể phòng thủ. Nó có hai quân đoàn, còn xem cái quân đoàn thứ hai của nó tiến vào từ hướng nào nữa. Hết rồi. Chặn được cổng đấy rồi, còn cổng này nữa. Còn hai cái cánh bên này. Hướng này thì không biết nó có tiến vào không, nhưng mà chắc nó tiến vào thì nó cũng không vào được sâu. Hoặc có thể đơn giản hơn thì mình sẽ cho Battle group ready and awaiting orders. Chắn cái chỗ này nè. Còn lối đi chỗ này. Lối đi chỗ này thì nó sẽ phải ăn nhau với voi và kỵ binh của mình nữa. Lối đi chỗ này à? Rồi. Đây nữa. Sao? Bên đây. Hết chưa? Ready for orders. Ăn nào. Ballista. Vào đi cu. If we are victor. Ôi, 100% xạ kỵ. Không biết mình đánh, mình bó tay, quân tiếp viện đâu. Enemy reinforcements approaching. À may quá nó tiếp viện từ đằng sau lưng, cùng từ phía. Hay quá. Thế thì các cánh này mình đỡ phải phòng thủ rồi. Có thể rút dần quân về được rồi.
Mày chết. Úi dồi ôi. Đúng rồi, xe bắn đá bắn rất tuyệt vời luôn đấy. Cố lên anh em. Đúng rồi, tấn công hai hướng như này là nó cũng ăn lo đòn đấy. Bắn vào đây này. 100% xạ kỵ, sợ thật. Trận này xe bắn đá phải bắn nhiệt tình ấy. Hay quá. Bên này là bọn quẩy đá. Tiến sát lên tí nữa để có thể tấn công được gần hơn. Mấy anh cung để đầu thì bắn cũng được ấy nhở. The enemy general is dead. General is dead. Ôi dồi ôi, kỵ binh của nó lao vào kìa, nó bị bắn từ hai phía. Đúng rồi. Đúng rồi, pháo đâu, trận này pháo của mình bắn bao sướng. One of our units has used all its ammunition. Không sợ, bọn xạ kỵ này nó lao vào tầm gần thì không sợ. Úi dồi ôi, nó bắn cũng giữ đời đấy chứ. Đùa đâu. Xe bắn đá cứ lạ ầm ầm ở đây. Nó đòn. Úi dồi ôi, xe bắn đá toàn hơn 200 thằng này à. Được ấy. Nó bị bắn từ hai phía nên nó cũng hoảng loạn đi. Trận này nó tính tỷ lệ thắng của nó cao mình nhiều mà. Đấy là bởi vì là tôi quan lực lượng thôi, còn phải xem cách bài quân bài bố trí quân đội nữa. Ở đây quân nó nát rồi. Quân nó nát rồi, bị bắn từ hai phía, nát rồi. Linger, tiến lên đây tí nữa đi, bắn cho nó gần. Xe bắn đá ăn vào đây. Ô, thế mà nhanh quá nhỉ, chúng ta hạ nó quá nhanh luôn đấy. Ăn. Mình cứ tưởng trận này là mình sẽ thương vong nặng. Đủ. Bị lén ra, úi sợi. One of our units has used all its ammunition. Bị bắn tên từ hai phía. Ồ. Không tin nổi một trận chiến thắng có thể nói là easy như thế chứ. Mình tưởng là quá khó trận này cơ. Mà không nghĩ là có thể kết thúc một cách easy như vậy. Tuyệt vời. Vãi cả full xạ kỵ. May này. Rồi sao? Chạy ra. May quá mình vẫn còn có quân này, quân đoàn này đóng đây để phòng thủ. Ông đệ mày ông chiến tranh với thằng này à? À theo luôn. The gods show their displeasure at our association. The gods show their displeasure at our association. Hải quân này. Hải quân của phe Ai Cập.
Fenric. Achia. Con này có vẻ ngon này. Trung thành là Pachia phải chết. Ôi, phải Pachia. Lại cho chúng nó lấy chồng rồi, chết mất mấy thằng chồng của nó rồi. Rồi à. Cộng 3. Đau đầu cái bọn này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.